Thì có sư cô Huệ Đức á, là trình bày về cái cuốn sách của Ajahn Brahm là cuốn Hạnh Phúc Từ Sự Biến Mất á. Thì trong đó đó thì Ajahn Brahm có nói là muốn biến mất tức là mình phải bỏ cái bản ngã của mình đi. Thì trong đó cái tiến trình đầu tiên á, là phải nhận ra sự vô ngã của tâm thức, rồi tiếp theo là buông bỏ ý thức. Thì sau đó đó, trong phần thảo luận thì mọi người thấy rằng là cái câu mà buông bỏ ý thức hơi khó hiểu, bởi vì thường thường á, mình sống thì hầu như ai cũng có ý thức cả. Cái ý, bởi vì nếu như mà mình buông mà cái động từ buông bỏ ý thức đó nữa thì nó hơi khó hiểu. Cho nên thì con xin thỉnh thầy, là vì thầy đang nói cái chuyện buông xả và để cho cái tâm nó tự chịu đó, thì nó có đồng nghĩa với cách của Ajahn Brahm nói ở đây không? Cái này thì trong kinh cũng có nói gọi là tri kiến thanh tịnh. Cái này gọi là tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh tức là cái thấy biết hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Tức là cái ý thức á, là thường nó khởi ra để nó nắm bắt đối tượng, mà khi khởi ra muốn nắm bắt đối tượng là đã có bản ngã rồi. Ý thức khi mà khởi ra nắm bắt đối tượng là đã có bản ngã rồi. Nhưng mà cũng có cái lúc mà trông thấy chỉ thấy thôi, có cái lúc trông thấy chỉ thấy thôi chứ không có. Bởi vì trong thầy thường hay thấy ra được điều này là bởi vì hay đi xe đó, thì anh tài xế anh nó lái, còn mình ngồi trên xe thôi. Thì nếu mình đi trên đường á mà cứ tâm mình cứ để yên, không có nghĩ gì hết trơn á, thì cứ thấy hết, cái gì nó đến đi đều thấy hết. Nhưng mà mình cũng phải là bận tâm về cái chuyện thấy đó, nhưng mà vẫn thấy rõ ràng hết đó. Thì nhưng mà nếu mà giả sử như lúc đó mình lại cố ý muốn tìm bắt một đối tượng á, thì nó lại khác. Chẳng hạn như mình là muốn là trên cái đường này không biết là có cái phường màu đỏ hay không, thí dụ vậy, thì lúc đó là mình cái tâm mình lại bắt đầu là hướng để nắm bắt đối tượng. Thành cái tâm khi mà phản ánh đối tượng là khác, mà cái tâm muốn nắm bắt đối tượng nó khác. Cho nên là con thấy là cái này mà thường mà có một hiểu lầm mà thường không ai giải cũng giải qua được, đó là có lúc là ngủ uống dai không, mà có lúc là có ngủ uống, chứ không phải lúc nào ngủ uống cũng có. Là bởi vì như thế này, khi mà mình trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe là không có ngủ uống, nhưng mà khi mình muốn nghe thì lúc đó mới có xúc. Mà có xúc mới có thọ, mới có tưởng, mới hành, có thức. Còn nếu trông thấy chỉ thấy, trông nghe chỉ nghe thôi thì nó không có xúc thọ tưởng hành thức gì cả. Cho nên có xúc hay không xúc, người ta nói như thế này, trong vi diệu pháp là nói rằng là xúc thọ tưởng tư nhất tâm mạng căn tác ý, là có trong tất cả tâm, gọi là biến hành tâm sở. Nhưng trông thấy chị thấy thì không có đó. Trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe thì đó là tuệ tri, chứ không phải là thức tri. Không phải là những cái tâm mà tâm thức mà của hiện tượng, mà là cái thấy, cái tánh. Thầy mới phân biệt ra hai cái, một là tánh biết và hai là tướng biết. Thật ra tướng biết và tánh biết là giống nhau. Nguyên là tánh biết và tướng biết là giống nhau. Nhưng mà cái tướng biết á, là nó qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. Còn tánh biết có thể không cần qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đó. Thí dụ như bây giờ khi mình nằm ngủ thì mắt tai mũi lưỡi thân ý là ngủ rồi. Nhưng mà trong cái lúc ngủ đó đó vẫn có thể cảm nhận được một cái chuyện. Mà chuyện đó nó lại là ở đâu đâu á, mà nó rất là thật. Như vậy rõ ràng là cái tánh biết nó biết mà không cần qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. Bây giờ khi khi qua mắt tai mũi lưỡi thân ý mà trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe, trông xúc chị xúc, trông biết chị biết á, thì lúc đó đó là tướng biết trở về với tánh biết.
tức là buông 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 ý thức là vậy đó, buông ý thức. Thật ra là mắt tai mũi lưỡi thân á thì không sao, nhưng mà ý đó, ý mới là quan trọng này. Thì bây giờ khi mà cái ý mà buông ra để chị trông thấy, chị thấy trông nghe, chị nghe thôi á, thì lúc đó là gọi là tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh đó. Cho nên khi mà Đức Phật mà ông Bahiya mà ông hỏi Đức Phật A-la-hán là gì á, thì Đức Phật ngài nói là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc, trong biết chị biết, không có bản ngã Bahiya trong đó. Chính vì cái bản ngã Bahiya đó nó mới biến cái tướng biết thành ra là muốn biết, muốn thấy, muốn nghe, muốn xúc chạm, muốn biết. Thì khi mà có muốn một cái rồi á, thì lúc đó tức là vô minh này, rồi sinh ra cái ái dục là muốn đó nè. Mà hệ có muốn cái rồi á, thì lúc đó mới có xúc thọ tưởng hành thức. Còn nếu không có muốn gì hết á, không có vô minh ái dục á, thì lúc đó là tuệ tri, chỉ phản ánh pháp một cách trung thực mà thôi. Đó, rất là rõ ràng. Đó, rất rõ ràng và làm được, chứ không phải là không làm được. Tức là, nhưng mà không phải là mình cố làm, mà một lúc nào đó bỗng nhiên tâm nó rỗng lặng và mình nhận ra, thì cái lúc cái nhận ra được đó nó gọi là ngộ. Từ khi ngộ đó rồi á, thì mình mới bắt đầu mới là biết sống như thế nào với cái ngộ đó. Thì lúc đó mới thật sự là thiền á. Chứ còn lúc đầu là toàn là thiền theo ý thức của bản ngã không thôi. Còn lúc mà thiền thật sự đó là lúc đó là sống với một tâm hoàn toàn là rỗng lặng tự chiếu. Thành á, thật ra bản ngã mình cũng không phải buông bản ngã được. Bản ngã nó cũng có cái công dụng của nó. Khi mà chưa giác ngộ đó thì bản ngã nó có cái công dụng làm gì? Nó đi khám phá để thấy ra nó là ảo. Bản ngã nó phải đi khám phá bằng bằng chính những ảo tưởng. Rồi qua những ảo tưởng đó, nó mới nhận ra được cái ảo của chính nó. Thì lúc đó nó mới tự buông thôi. Chứ còn mình không buông nó được. Bởi vì khi nó đang còn cần ảo, thì mình buông nó được. Vì nó chưa thấy thực thì nó phải cần ảo thôi. Cho nên sống bằng cái gì? Nó sống bằng ảo thôi. Còn khi mà nó bắt đầu nó thấy thực rồi cả, tức là một lúc mà nó ngộ được, thấy ra được cái thực tánh chân đế rồi cả, thì tự nhiên là không còn sống trong ảo nữa. Chỉ là khi đối với tục đế thì mình phải sống theo tục đế thôi. Trên trên cái thực tánh của tâm á, thì người đó không còn sống ảo nữa. Đó, đại khái. Còn ai hỏi nữa? Dạ, con thưa sư ông, cái sư ông nói hồi nãy giờ thì bữa giờ con nghe các vị nói là chợt nhận ra thì con thấy cái mà cái tánh biết đó, nó sẽ xuất hiện đủ duyên, vậy như là đủ duyên thì mỗi người họ sẽ nhận ra vào một cái thời khoảng nhất định để cho mình biết thế nào là cái tánh biết, thì con cũng một vài lần con có trải nghiệm cái cảm giác đó. Nhưng mà nó xuất phát từ việc là con tiếp cận một cái vị thầy và cái vị đó giống như là làm lắng cái tâm của con lại. Và khi mỗi lần con gặp cái vị đó xong là tâm con nó rất là trong sáng. Có nghĩa là con cảm thấy con biết hết tất cả mọi thứ nhưng con không có gì bị mắc kẹt vào đó. Nhưng mà hồi nãy cô sư ông nói là khi mà mình biết cái nguyên lý rồi thì mình sẽ biết phải làm việc gì với nó. Nhưng mà tới bây giờ thì con thấy con vẫn còn loay hoay. Chưa chưa có nghĩa là vẫn muốn tìm cái trải nghiệm đó, nhưng mà trong cuộc sống thì khi con chánh niệm thì con vẫn cảm thấy là nó vẫn còn có cái ý thức mình muốn chánh niệm, và đặc biệt là cái tâm phản ứng của con đó, cái sự đối kháng của con không có biết cách buông xả, thì con thấy cái sự không buông xả đó làm ngăn cản cái việc con trở lại với hoàn toàn cái thân tâm của con, thì xin sư ông hướng dẫn của con cho con cách để buông xả. Dạ, con cảm ơn. Buông xả chứ không phải buông bỏ nghe. Buông xả với buông bỏ, vừa rồi trong cái buổi giảng chủ nhật vừa rồi đó, trong khóa thiền 23 đó, thì thầy có nói rất là rõ về cái buông xả với buông bỏ. Buông bỏ đó là bỏ những điều gì không cần thiết nữa, mình thấy nó không cần nữa, nó vô ích hay là có hại, cho nên mình bỏ. Thì cái đó là mình buông bỏ hẳn đó, là
Ví dụ như bây giờ cái bàn nó mục rồi thì mình đâu để làm gì nữa thì mình bỏ thôi. Đó. Cái y mình mặc mà nó cũ rồi, nó rách rồi thì mình bỏ thôi, thì cái đó là buông bỏ. Nhưng buông xả thì khác, buông xả thì không buông bỏ nhưng mà tâm không còn dính mắc. Tâm không còn dính mắc. Và cái cái mà lợi ích tục đế đó thì con có thể lặp lại. Thí dụ như con nấu hủ tiếu, ngày mai con có thể nấu hủ tiếu lại, ngày mốt có thể nấu hủ tiếu lại. Nhưng thực tánh chân đế đó thì nó tự đến, chứ không thể nào con muốn nó đến được. Con không muốn đến đến được. Cho đến khi một lần bắt gặp cái thực tánh chân đế, rồi sau đó nhiều lần bỗng nhiên gặp thực tánh chân đế, thì lúc đó con cái niềm tin vào cái thực tánh chân đế đó là nói như là vị tu đạo hoàng mà gọi là niềm tin bất động đến cái pháp á. Niềm tin bất động đến pháp, tức là lúc đó bắt đầu là không cần phải là như thế nào cả, mà tâm bình thường vẫn có thể thấy thực tánh chân đế. Mà khi cần thì vẫn là quay qua cái tục đế. Vì mình đang sống trong tục đế thì mình vẫn quay qua cái tục đế. Mình không cãi gì, ai nói đây là cái hoa gì thì mình nói ở cái hoa đó, chứ mình không cần cãi về chuyện đó, bởi vì chuyện đó đối với mình không quan trọng nữa. Bởi vì mình đã thấy được cái thực tánh chân đế, mà thực tánh chân đế thì nó lại là bao trùm khắp nơi. Chứ không phải là nó nằm riêng biệt ở một chỗ nào đó. Nó vẫn ở trong tất cả mọi sự mọi vật. Chỉ có cái khái niệm tư tưởng quan niệm của mình mới chụp mũ cho cái thực tánh chân đế đó thôi, chứ còn tất cả đều là thực tánh chân đế cả đó. Cho nên tại sao mình buông xuống để mình để mà và loại mà cái buông đây là cái buông của cái bản ngã, mà bởi vì như thế này, vật chất á, thì mình buông bỏ, còn tinh thần á, thực ra nó là ảo, cho nên nó không cần phải buông mà nó cũng mất. Thí dụ như là cái chuyện mà nói là cái người cái thấy sợi dây mà tưởng là con rắn mà đâm nó sợ, nhưng mà khi thấy sợi dây rồi á thì không còn tưởng là con rắn nữa, thì sợ cũng hết, không cần phải buông, bởi vì nó không phải một vật chất mà mình phải cầm mà quăng nó đi, mà nó tự biến mất, tại vì nó là ảo. Cho nên cái thế giới ảo khi mà cái người giác ngộ đó thì thế giới ảo là hoàn toàn biến mất. Nhất nhân quy chân, thập phương thế giới tận thành quy vật, tức là khi mà một người mà cái tâm họ đã thấy được cái chân á thì tất cả cái ảo đều là biến mất đó. Thì khi khi mà tất cả cái ảo đều biến mất á, thì lúc đó là không có xúc mục vô phi thị đạo, mắt thấy tai nghe ngửi mùi gì không có cái gì không phải là đạo. Nhưng mà bây giờ nếu mà con cố lập lại cái đó đó thì lại con xem đó như là một trạng thái để mà tìm kiếm thì nó lại trật. Thì vẫn là con thấy được thực tánh chân đế nhưng mà lại muốn muốn thực tánh chân đế là của ta, ta của ta, cho nên nó lại lại sai. Cho nên Đức Phật ngài nói là Như Lai thấy Niết Bàn là Niết Như Lai là thấy rõ Niết Bàn là Niết Bàn, tức là tuệ trí á, liệu trí á, đó, Niết Bàn là Niết Bàn. Cho nên Như Lai không có dục hỷ trong Niết Bàn, Như Lai không có xem Niết Bàn là ta của ta, tự ngã của ta, mà chỉ thấy đó là sự vận hành hoàn hảo của pháp thôi. À, dạ thưa sư ông, thưa sư phụ, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con thì hôm nay không có câu hỏi mà con cảm thấy có một cái trạng thái rất là ấm áp hạnh phúc trong cái buổi chia sẻ mà chỉ dạy đầy sự từ bi và trí tuệ của sư ông. Bên trong con khởi lên một cái câu mà con rất là tâm đắc và hạnh phúc, con muốn đọc lên đây. Thật hy hữu thay, thật lành thay.
Cha chúng con trong hiện tại được lắng nghe những lời chỉ dạy của một người đã thấy, đã biết. Và những người dựng đứng lên những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai thấy có mắt có thể thấy sắc. Lành thay cho chúng con trong hiện tại vẫn còn được tiếp xúc, được nghe, được thấy những lời chỉ dạy như thế này. Tâm con rất là an tịnh khi được lắng nghe và thấu hiểu và rất là hạnh phúc. Con xin tri ân sư ông, xin sư phụ và tất cả những gì hiện hữu trong hiện tại đây ạ. Sa thủ lành thay. Dạ, con kính bạch sư ông, con kính bạch sư phụ, quý chư ni và hội chúng ạ. À, con có một câu hỏi như sau. Hiện tại thì con mới bắt đầu tu hành xuất gia, thì con xin có được lời chỉ dẫn của người, đó là con nên bắt đầu như thế nào và không nên làm gì. Con thấy ở đây thì mọi người có nói với con về pháp học và pháp hành, thì con cũng chỉ hiểu qua pháp học là mình sẽ nghe kinh của Đức Phật, mình đọc kinh và nghiên cứu kinh điển. Còn pháp hành thì là mình sẽ là hành thiền trong mình ngồi hay là trong cuộc sống, những cái hoạt động của mình. Thì con muốn mong muốn có được sự chỉ dẫn của sư ông ạ. Con biết ơn sư ông ạ. Thì cái thực ra cái pháp học pháp hành đó, mà nói theo thời Đức Phật là nó khác với bây giờ. Hồi thời Đức Phật á, cái pháp học có nghĩa là một cái người nào đó đến ý kiến Đức Phật tham vấn, và Đức Phật khai thị cho, và người đó thấy ra được cái nguyên lý tu tập, như vậy gọi là pháp học. Và pháp hành cũng là pháp học luôn. À, khi mà biết rằng là giác ngộ chính là thấy ra chính mình, mà thấy ra chính mình chính là thấy ra thân thọ tâm pháp, cho nên vị đó mới bắt đầu là thường sáng suốt rõ biết thân đang là như thế nào, thường rõ biết là, thì Đức Phật nói là trong cái đoạn mà nói về cái sự thở, Đức Phật người nói là thở vô dài, vị ấy biết rõ biết thở vô dài, rõ biết ở đây là tuệ trí. Thở vô ngắn, vị ấy rõ biết thở vô ngắn. Thở ra dài, thở ra quên thở ra dài biết thở ra dài, thở ra ngắn biết thở ra ngắn, thở vô ngắn biết thở vô ngắn, vị ấy học như vậy. Như vậy bây giờ từ cái học một lời khai thị của Đức Phật, trở về học chính cái sự thật trên chính mình, đó là cái pháp học pháp hành đúng nhất. Cho nên trong thời Đức Phật á, hay là hồi xưa đó, thì một vị thầy á, là vị đó là vị giác ngộ, cho nên vị đó là khai thị cho người đệ tử, và người đệ tử khi được khai thị tức là pháp học, thì vị đó bắt đầu là soi sáng lại mình, chính là pháp hành. Nhưng mà pháp hành Đức Phật ngài cũng gọi là vị ấy học như vậy, bởi vì lúc đó mới là cái học pháp là đức lời Đức Phật khai thị thôi, là ngón tay chỉ mặt trăng thôi, còn học trên chính cái thực tại thân thọ tâm pháp á, mới là học trên mặt trăng, còn lời Phật dạy chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng thôi, còn cái người đó mới thấy ra được mặt trăng rồi á, thì lúc đó là sống trên cái thấy mặt trăng đó, chứ không phải là thấy cái ngón tay. Thì cái pháp học làm thế nào mà có thể chuyển đổi cái pháp học đó trở thành thực 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 tế của trong đời sống. Tất cả những lời Đức Phật dạy đều là thực tế trong đời sống, cho nên á, mà thực tế trong đời sống á, là thực tế nơi chính bản thân mình, ở nơi thân thọ tâm pháp. Cho nên á, biến cái lời khai thị của Đức Phật trở thành là cái pháp hiện tại ngay nơi thân thọ tâm pháp, thì là lúc đó là vừa vừa là pháp học mà vừa là pháp hành.
vừa học vừa hành ngay nó chính chính cái thực tại là cái pháp thực á. Còn cái pháp mà Đức Phật nói là ngài chỉ là giới thiệu thôi. Và bây giờ mình thấy ra được cái pháp thực rồi đó thì vừa học vừa hành ngay trên cái pháp thực đó. Khi mình quan sát lại mình á thì mình thấy là có nhận thức và hành vi. Đó. Có nhận thức và hành vi. Và bây giờ mình qua quan sát đó đó mình mới thấy là nhận thức và hành vi nào đưa đưa đến phiền não khổ đau thì mình xả ly ly tham đoạn diệt, còn nhận thức và hành vi nào không đưa đến phiền não khổ đau thì đó là đạo đế diệt đế, còn bên kia thì đó là tập đế khổ đế. Cho nên đó, cái cuối cùng vẫn là thấy ra được bốn sự thật ở ngay nơi chính mình thôi. Và đó là cái trọn vẹn của cái pháp học và pháp hành. Đó là thời xưa đó. Còn thời bây giờ nếu mình không gặp một người giác ngộ, một bậc giác ngộ có thể khai thị cho mình để thấy ra được đâu là cái pháp học pháp hành như thời đó thì bây giờ mình phải học qua kinh điển. Nhưng mà học qua kinh điển thì nó có một cái này, cho nên thầy mới có một cái đề nghị cách học á là không lệ thuộc vào vị thầy lắm, mà lấy một bài kinh, mình chọn một số bài kinh nào mà thật là cốt lõi rồi để cho mọi người từ từ đọc xong rồi ngồi lại với nhau đó. Rồi vị thầy á là hiểu biết nhiều hơn thì sẽ là ngồi để mà giống như chứng minh đó thì mọi người mới là hiểu cái bài kinh đó như thế nào thì cứ nói lên để đưa đến một cái mà cùng học chung với nhau. À, thế còn thực ra trên cái pháp học á, thì mình cứ là học kinh này thôi, nhưng mà có một cái điều này nữa, nếu mình không có thực chứng á, thì mình sẽ không biết là trong bài kinh đó là bao nhiêu phần trăm là bị thêm thắt vào bằng ngôn ngữ của cái người người ghi chép và thêm thắt vào cái ý của người ghi chép mà vô tình người sau không biết, cứ cứ nghĩ đó là của Phật cho nên tin hết 100%. Trên thực tế là không phải vậy. Khi mà mình thực chứng được, thực sự biết pháp là gì á, thì mình sẽ thấy rất rõ là cái điều nào là thêm thắt vào. Thêm thắt vào nhiều lắm, chứ không phải ít đâu. À, thì cái thêm thắt đó, lúc đầu các vị cũng nghĩ rằng là lợi ích, cũng giống như kiểu phương pháp đó. Tức là vì lợi ích cho nên mới chú giải thế này, chú giải thế kia, để luận thế này, luận thế nọ để giúp cho người sau hiểu mà. Nhưng mà hóa ra là vô tình lại thêm thắt vô, do đó nó không còn là nguyên vẹn nữa. Vì vậy cho nên á, cái cách học là thế này, vì á, là do mình nó là bây giờ là tăng hay ni gì cũng phải học nhiều bài kinh để mới là giảng được. Chẳng lẽ mình bây giờ ông sư mà một ni sư mà không biết giảng, cho nên phải học để nhiều để mà giảng thôi. Cho trên thực tế đó là nếu mình đọc, ví dụ như trong một cái buổi mà đọc cái bài kinh nào đó mà bỗng nhiên qua một câu thôi mà mình giác ngộ được thì xong rồi, khỏi cần phải học thêm gì nữa. Trong Tam Tạng Kinh Điển đó, mà mình chỉ đọc một câu thôi là mình giác ngộ rồi thì không cần phải đọc thêm gì nữa cả. À. Và khi mà mình giác ngộ rồi á thì mình có thể nói từ tâm, tức là chân tâm trực thuyết, tức là từ mình thấy mình nói, chứ không cần phải là nói qua ngôn ngữ kinh điển gì nữa. Bởi vì sự thật vẫn là sự thật mà. Bây giờ mình cứ nói sự thật thôi chứ đâu cần phải qua kinh điển. Mà khi mà mình nói đúng sự thật á, thì nó sẽ đúng kinh điển. Nhưng mà bởi vì á, có những kinh điển mà sai là bởi vì do thêm thắt vào. Cho nên có người giác ngộ họ nói đúng thì có người vẫn tưởng rằng là nói sai. Nhưng mà chính họ sai chứ không phải là người giác ngộ sai. Chính họ sai là bởi vì họ chấp vào cái mà bị thêm thắt vào mà họ không biết. Nó dễ sợ như vậy á. Cho nên bây giờ mình cái học đạo là mình phải hết sức là tinh tế. Đó. Nhưng mà nó có cái điều này, nếu mà mình thực sự thành tâm á, thì tự nhiên pháp lực màu nhiều lắm. Đó, có nhiều người họ chỉ cần muốn hỏi cái gì đó một cái, cái tâm hồn muốn hỏi cái gì đó một cái là lên mạng là mở đúng một cái bài giảng về bài đó liền. Nó lạ lắm.
Cho nên mình nói là pháp là mầu nhiệm, nhưng mà mình cũng phải phải biết học pháp, mình phải có tâm học pháp thì tự nhiên nó sẽ ra. Đó. Tự nhiên pháp sẽ chỉ ra cho. Còn mình á thì coi như là thầy trò với để với nhau á là tương trợ với nhau để giúp cho nhau giác ngộ thôi. Chẳng bắt ép cái gì cả. Không 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 cần phải bắt ép gì cả, chỉ có cái này thấy có này. Bây giờ mình sống trong một cái tu viện thì không lẽ là ai muốn làm gì lắm. Cho nên là phải là giờ giấc thế này, giờ giấc cái kia, thì cái đó là chỉ là cái quy chế của cái tu viện thôi. Thì mình cứ tuân theo cái quy chế đó. Còn trong tinh thần á, học đạo á, thì mình phải có một tinh thần học đạo hết sức là tự do, không bị lệ thuộc vào bất kỳ tư tưởng nào cả, mà mình phải hoàn toàn tự do nghiên cứu, học hỏi, trao đổi với nhau, thảo luận với nhau để mà tìm ra được cái cốt lõi đó. Và khi mà cái người mà đã tìm ra được cốt lõi và đã có sống, tức là thấy ra được cốt lõi là mới lý, rồi bây giờ sống với cái cốt lõi đó một cách nhuần nhuyễn thì là sự. Cho đến có những người đó thì ví dụ như là nghe thầy thuyết giảng thì họ họ hiểu hết, họ thuyết giảng lại được hết, nhưng mà sự họ không có, tức là họ không thể hiện được cái thực đó trong đời sống. Thì cả hai cái này lý với sự đó, nó phải dung thông với nhau đó. Thì một cái tu viện đó là một cái nơi mà thầy trò huynh đệ là giúp nhau để mà thấy ra sự thật, không bị gò ép. Bởi vì cái thường thường là các cái tổ chức tôn giáo đó là hay chủ quan lắm, cứ là bắt người ta phải theo cái tư tưởng của cái tôn giáo mình. Nhưng mà có nhiều, ví dụ như có nhiều vị thầy, có nhiều vị cha, có nhiều vị thiền sư, họ lại có một cái sáng tạo. Mà cái sáng tạo ở đây không phải là tạo ra cái mới, mà sáng tạo tức là họ thấy ra một cách rất mới mẻ. Mà mới mẻ bao nhiêu thì cũng là sự thật thôi, chứ không phải cái gì khác. Nhưng mà họ thấy một cách mới mẻ, chứ không phải là họ rập khuôn người khác. Thì đây là một cái điều mà hết sức quan trọng trong cái việc mà pháp học và pháp hành. Nhưng mà nói chung dù pháp học hay pháp hành gì thì nguyên lý vẫn là sự thật ở ngay trong chính mình. Trên thân mục trường này thì thế gian tập khởi và thế gian đoạn diệt. À, tức là tất cả sự thật hay là ảo tượng đều nằm trong trong mình. Sinh tử luân hồi hay niết bàn đều nằm trong trong chính mình. Do đó mình chính là cái nơi mà mình cần phải học. Cho nên thầy mới nói rằng là mình là cuốn sách. Mỗi người đó, mỗi người là một cuốn sách mà pháp ban cho. Mà mỗi người khi mà thấu hiểu được, đọc và thấu hiểu được cuốn sách của chính mình đó, tức là giác ngộ. Mà mỗi người đều là một cách khác nhau. Ví dụ như là thầy hay ví dụ là cái mít, cái xoài, cái ổi, cái cam gì đó, thì tuy là khác nhau như vậy, nhưng mà giác ngộ đó thì cam phải giác ngộ cam, ổi phải giác ngộ ổi. Thì bây giờ mình cũng vậy, mỗi người đó là đã giao cho một cái cuốn sách, mà cuốn sách đó chính là cuốn sách sống, mà mình phải đọc nó từng chữ, đọc nó từng khoảnh khắc để mới thấu hiểu được toàn bộ cái sự sống này thật sự là gì đó. Và trong cái sự sống đó đó, đâu là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đâu là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, thì cũng là ở trong đó thôi. Thì mình phải quan sát để mà thấy ra, để mà điều chỉnh lại trong cái cuốn sách đó. Thì mỗi người là làm một cuốn sách rồi, bây giờ đọc, ai mà đọc mà thấu hiểu được cuốn sách đó thì là người đó giác ngộ thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính đảnh lễ sư ông, con kính đảnh lễ ni sư cùng toàn thể quý sư cô. Con có một thắc mắc mà cũng từ lâu rồi là con cũng có suy tư về Panyatti và Paramattha, tức là trong cái pháp chế định ấy, thì nó sẽ có tưởng như thật và tưởng không như thật. Thì trong trong cái tưởng đó thì nó là do những cái kinh nghiệm rồi những cái mà mình đã học được từ kiếp quá khứ thì con không biết thì con không dám nói, nhưng mà từ bé cho đến lớn con học được từ gia đình rồi cho đến là trường học rồi ra ngoài xã hội, con học được những cái điều hay lẽ phải, hay là mình có may mắn tiếp cận được một cái nền văn hóa mới thì mình sẽ học cái nền văn hóa của một đất nước nào đó. Thì vô tình nếu mà mình không cẩn thận nó lại trở thành một cái sở trí trường. Dạ vâng, sở trí trường của mình ạ. Và để mà sống ở trong cái pháp cái danh chế định đó, cái pháp chân đế đó, thì con thấy là nó cần phải có một cái trí tuệ khá là cao, hoặc là cái tham sân si của mình nó phải được lắng lại, thì còn sẽ có những cái sát na ít ỏi mình có thể sống được trong cái pháp chế định. Nhưng mà tuy nhiên trong cái đời sống hàng ngày này, mình thường sáu căn xúc với sáu trần rồi, cho nên là cái vô minh quá khứ của mình chưa thể nào mà mình gọi là làm nó cho nó nắng dịu được, thì mình không thể nào mà mình thấy được gọi là pháp như thật được ạ. Và con cũng mong sư ông chỉ dạy cho con là làm thế nào để mà mình có thể là học hành mà mình không có bị mắc kẹt vô trong những cái mà sở trí trường đó. Con xin cảm ơn sư ông. Cái học thì hiện nay đó là cái học đa phần là bởi vì do cái thói quen của theo tục đế đó, thì luôn luôn là mình học là để mà thu thập các cái kiến thức. Nhưng mà cái học trong Phật á là để thấy ra mình, chẳng phải để kiến thức. Không phải là để kiến thức mà để thấy ra mình. Thí dụ như thế này, tôi nói là giả sử như thầy giảng, thầy nói là khi mình sân á, khi tâm sân nó khởi lên á, thì tim nó đập mạnh và nhiệt độ trong người tăng lên, khí huyết trong người mình bị xáo trộn, rồi thần kinh căng thẳng, có thể đưa đến mất ăn mất ngủ, thì tự nhiên mình thấy ra đúng rồi. Đúng là như vậy, tại vì là khi, đúng là khi mà mình sao mình để ý à. Hồi nào giờ mình cứ sân thôi, mình cứ nội sân của mình muốn là dẹp người ta thôi, chứ mình cũng để ý là chính là mình đang hại mình mà mình không biết. Thì bây giờ nghe nói cái là đúng đúng. Đúng là mình mất ăn mất ngủ thiệt. Tức là thấy ra mình. Còn quên hết đấy, xong rồi quên hết. Thấy ra mình xong rồi là quên đấy, chứ cũng không cần nhớ là thầy cũng nói cái gì. Còn mình á, thì lại phải thâu băng để mình nhớ coi thử là ông thầy ông nói câu gì, lặp lại cho đúng từng câu từng chữ. Không cần thiết chuyện đó. Mà là quan trọng là ông thầy ông nói để mình thấy ra mình. Ồ đúng rồi, hèn gì tim mình nó bây giờ sao mà tim mình nó lâu ngày mình sân nhiều quá, bây giờ tim mình nó nhồi máu cơ tim rồi. Chẳng hạn như vậy đó. Thành ra mình cái người người ta trải qua thật ra không phải là chứng ngộ gì cả, chứng ngộ thấy sự thật là vậy thôi. Tại vì cái người đó bây giờ thầy sân này, cho nên mỗi lần thầy sân thầy mới để ý mới thấy ra được điều đó, rồi bây giờ chia sẻ thôi, thì đó là thấy sự thật. Chứ sự thật là cái gì đó, tất cả đều là sự thật cả, chứ không có cái gì là không sự thật, chỉ có mình thấy sai cho nên mới không đúng sự thật thôi, chứ còn tất cả đều là sự thật hết. Do đó mà bây giờ tại sao mà Đức Phật ngài dạy là mình phải lặng lẽ mà soi sáng lại. Khi lặng lẽ soi sáng lại á, thì mình sẽ thấy đâu là cái điều mà ví dụ như cái sân thì nó đưa đến cái khổ gì,
nó sinh diệt ra sao, nó có tai hại gì, tham thì nó như thế nào, đố kỵ thì nó như thế nào, đó, nó ảnh hưởng như thế nào trong đời sống của mình, là mình thấy ra hết á, thấy ra tất cả những cái đó, thì thấy thấy cái nào mà nó hại á, thì cái đó mình là mình buông, mình buông xả, buông bỏ hoặc là buông xả. Thì khi mà buông xả mà nó tự thôi, tại vì khi mình thấy rồi á, thấy rõ rồi á, thì tự nó buông. À, từ nó buông thì lúc đó tâm mình càng ngày càng nhẹ nhàng ra. Có nhiều người họ đang rất là đau khổ, đau khổ muốn tự tử luôn á. Cho nên có nhiều người cứ gặp thầy quỳ lại khóc, rồi nói con thầy là cái người mà cứu con lại sống, coi như con là sinh ra con lần thứ hai, bởi vì con quá đau khổ, con muốn chết rồi, mà nghe nghe thầy giảng mới từ những cái mà nó thoát ra được, mà nó nhẹ nhàng nó thoát ra, té là mình nhận ra rằng là tại hồi giờ mình sai, mình cố chấp, cho nên nó mới sinh ra biết bao nhiêu cái đau khổ này. Bây giờ buông ra cái nó nhẹ nhàng như không, thì cái nghe là cái học là cái thấy cái thực là thấy cái đó đó, thấy thực nó mình chứ đâu mà không thấy. Cái thực đó có thể thấy ngay chứ không phải đi tìm. Khi đi tìm tức là ảo, cái gì mà mình còn đi tìm là ảo, còn cái gì mình thấy ngay là cái đó mới là thực đó. Đại khái là vậy thôi. Thực ra đó là thiền nó có hai loại thiền. Một cái loại thiền là ứng dụng trong trong đời sống để đem lại những cái lợi ích trong đời sống. Thì vì cái lợi ích đó tùy theo cái nhu cầu lợi ích của mỗi người, cho nên là có nhiều cái phương pháp khác nhau. Nhưng mà tất cả những cái phương pháp á, hệ khi mà đã nói tới phương pháp á, tức là đã nói đến cái chế định tục đế, tức là phương pháp của vị thiền sư A thì chế định như thế này, vị thiền sư B thì chế định khác. Cho nên là cái chế định đó là cũng tùy theo cái căn cơ trình độ của chính cái vị thiền sư đó. Rồi những cái người mà họ thấy phù hợp với là cái vị thiền sư đó thì họ theo và cũng đem lại được một số cái lợi ích. Nhưng mà bởi vì nó là phương pháp chế định, phương pháp thì đã là chế định, mà chế định thì nó chỉ giới hạn trong một cái mức độ nào đó thôi. Vì vậy cho nên cái thiền mà phương pháp thì nó có lợi ích chứ không phải là không có. Nhưng mà cái lợi ích đó thì hầu như là chỉ có lợi ích ở thế gian thôi. Nói dễ hiểu hơn là lợi ích trong tam giới. Có thể là mình khỏe hơn, tâm bình an hơn, an lạc hơn, sống thoải mái hơn. Có thể là do tâm trí được ổn định cho nên là làm ăn thành công hơn, đại khái là vậy. Tức là nói chung là đem lại rất nhiều cái lợi ích trong đời sống. Vì vậy mà đa phần người Phật tử thì chưa dám nghĩ đến chuyện giác ngộ giải thoát, mà miễn sao là có được lợi ích trong đời sống là được rồi. Thí dụ như bây giờ mình nhiều việc quá cho nên bây giờ tâm trí nó không ổn định, thì bây giờ theo một cái phương pháp nào đó mà phù hợp với mình làm cho tâm trí nó ổn định lại thì như vậy là rất là tốt, và thấy đã an lạc hơn, thấy thoải mái hơn, cho nên thấy cái thiền đó rất là hay đó. Nhưng mà đó là pháp chế định, cho nên cũng chỉ là đạt được những cái kết quả trong cái lợi ích thế gian thôi đó. Cho nên trong cái chánh niệm tỉnh giác nó cũng có một cái mà gọi là lợi ích chánh niệm tỉnh giác, tức là chánh niệm tỉnh giác mà vì lợi ích. Nhưng mà chánh niệm tỉnh giác ở mức độ mà để thấy thực tánh thì không thể có phương pháp, tức là không thể dùng một phương pháp nào để chụp mũ cái pháp được cả. Bởi vì pháp thì nó pháp là đã là vận hành theo một cái nguyên lý cực kỳ là hoàn hảo, cho nên không có một cái chế định nào mà có thể là hoàn hảo hơn được chính cái sự
vận hành của pháp. Do đó khi mà muốn thấy được cái thực tánh pháp á, muốn kiến tánh á, thì phải hoàn toàn là thoát ra khỏi mọi cái quy định, mọi cái chế định, mọi cái quy ước mà con người đặt ra. Đó, mà là phải đối diện thẳng với pháp. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói định nghĩa chữ pháp là thế này: Xoa kha tô bhagavata thammo, pháp mà Như Lai mà tuyên thuyết á, thì pháp đó là sanditiko, là thấy ngay. Thấy ngay thì đâu cần qua phương pháp. Thấy ngay. Akaliko, không qua thời gian. Ehipasiko, chỉ cần hồi đầu là thấy. Cho nên nói là hồi đầu thì ngàn đó, tức là hồi đầu là thấy ngay pháp. Upanayiko, ngay trên thực tại hiện tiền. Và Pachatang Veditabo Vinyuhi, thì mỗi người liền có thể chứng ngộ. Như vậy thì cái thiền mà đúng là thiền mà giác ngộ của Phật á, thì phải là không qua phương pháp. Còn qua phương pháp á, là chỉ ổn định. Thí dụ như người đó tâm bất an, cho nên bây giờ muốn an, rồi bệnh tật, cho nên bây giờ là cố ngồi thiền để cho nó bớt bệnh tật rồi cái chẳng hạn. Thì cái đó nó gần gần như là khí công rồi đó thôi. Thiền định, tứ thiền bát định, rồi khí công. Tất cả những cái định đó nó chỉ là ở trong tam giới, cho nên nó không có thể nào mà giác ngộ giải thoát. Nó có một cái điều thế này: có khi lợi ích trong tam giới cũng tốt, nhưng mà phần lớn á, lợi ích trong tam giới lại trở ngại cho cái giác ngộ sự thật. Và nó dễ sợ vậy. Cho nên mình thấy là 10 cái chướng ngại cho thiền tuệ đó, 10 chướng ngại cho cái thiền mà kiến tánh đó. Đó. Thiền tuệ ở đây nói thiền kiến tánh là đúng đó. Tại vì Vipassana tức là kiến tánh. Thì cái thiền mà để mà thấy được cái thực tánh pháp đó, thì là không thể nào mà qua cái chế định được. Và khi mà qua chế định và đạt được cái an lạc, thí dụ như mình khỏe rồi cái, thì thực ra là mình bị chấp vào cái ta mình khỏe, chấp vào cái ta an lạc, chấp vào cái ta thế này thế kia gì đó, cho nên nó là đâm ra là nó càng trở ngại. Thì 10 cái trở ngại là trong cái thiền mà soi sáng thực tại, hay là thiền thấy ra sự thật, hay là thiền kiến tánh, thì nó cũng giống nhau. Nhưng mà muốn như vậy á, thì phải là tuân theo nguyên lý, thuần theo nguyên lý. Thuần theo nguyên lý. Lão Tử có cái câu nói này rất hay, đó là nhân pháp địa. Nhân pháp địa là con người đó, thì muốn là theo cái hình thức, mà hình thức tức là phương pháp á. Con người thì luôn là đặt ra phương pháp, vô số phương pháp nấu chè, phương pháp nấu xôi, phương pháp nấu hủ tiếu, phương pháp nấu bánh canh, tức là cái gì cũng có phương pháp hết. Đó. Nhưng mà tất cả phương pháp đó rõ ràng là chỉ là những cái trong trong lợi ích thế gian thôi. Thì trong khi đó pháp á, thì lại là vận hành một cách hoàn hảo trong nguyên lý của chính nó. Mà mình chỉ có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì? Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là không làm gì cả, chỉ hoàn toàn lặng lẽ để cảm nhận sự vận hành của pháp thôi. Đó mới đúng chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu chánh niệm tỉnh giác mà mình lại cố chánh niệm tỉnh giác thế này thế kia để đạt được cái này cái nọ đó, thì cái đó vẫn là rơi vào lợi ích thế gian. Quý vị nhớ cho thật kỹ cái điều này á, tức là quý vị có thể chọn lợi ích thế gian, chứ không ai bắt buộc là không được lợi ích thế gian. Nếu các vị thích lợi ích thế gian thì cứ hành theo những cái phương pháp để có được lợi ích thế gian. Cũng như là muốn nấu hủ tiếu thì cứ học phương pháp nấu hủ tiếu thì sẽ nấu ngon thôi, đại khái là vậy, thì vẫn tốt chứ không sao cả.
Tuy nhiên á, để thấy thực chánh pháp á, thì phải bỏ ra ngoài hết tất cả mọi cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm để trực nhận á, cái mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác không phải là một nỗ lực để cố gắng tu hành để đạt được cái gì cả, mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là buông xuống hết để chỉ còn trọn vẹn cảm nhận sự vận hành hoàn hảo của pháp mà thôi. Thì rõ ràng nếu mà quý vị buông hết xuống mà để mà cảm nhận cái sự vận hành hoàn hảo của pháp á, thì đúng là sanh đi thi cô, đúng là sanh đi thi cô thấy ngay thôi, Akaliko không qua thời gian đó, và chỉ cần là quay lại là thấy ngay trên cái thực tại đang là, thì mọi người đều tự chứng đó. Cho nên đó, mà thực tại đang là mỗi người mỗi khác, thực tại đang là mỗi người mỗi khác, mỗi người đang là thân đang hoạt động khác, thọ đang đang hoạt động khác, tâm đang hoạt động khác, pháp đang quan hệ khác khác. Cho nên chỉ có mỗi người là trực nhận ngay nơi chính thực tại, nơi chính mình thôi. Thực tại thân thọ tâm pháp đó thôi, chứ không thể nào mà qua một phương pháp nào cả. Mà khi qua một phương pháp tức là phải có thời gian để đạt được. Trong khi đó Đức Phật Ngài nói là Akaliko là không qua thời gian. À, rất là rõ ràng. À, nhưng mà tại vì sao? Giống như sư Liệu Pháp nói là có những người thì họ chưa thể nào, họ muốn thiền nhưng mà bây giờ họ không có thì giờ đâu mà học thiền, cũng không có thì giờ đâu để nghe, để gặp các cái vị mà họ giác ngộ để họ chỉ cho cái nguyên lý, thì đành phải theo một phương pháp thôi. Hơn nữa bản thân họ cũng muốn theo cái phương pháp đó để đạt được cái lợi ích mà họ đang cần. Ví dụ như cần mạnh khỏe, cần an lạc gì đó chẳng hạn. Nên ở đây mình phải phân biệt được hai cái loại thiền, là một loại thiền vì lợi ích thế gian và một loại thiền giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ giải thoát thì phải kiến tánh, phải thấy ra sự thật, phải sống trọn vẹn với nguyên lý, như Đức Phật Ngài nói là Dhamma nu Dhamma patipanno viharati, tức là sống trọn vẹn thuần với là sự vận hành của pháp. Đó, Dhamma nu Dhamma patipanno viharati. Nhưng mà người ta lại hiểu chữ Dhamma đó là kinh điển cho nên người ta cứ phải là theo kinh điển, nhưng mà không phải. Pháp là nguyên lý vận hành của vạn pháp đó. Cho nên cái hồi nãy đang nói chuyện Lão Tử nói là nhân pháp địa, tức là con người thì luôn là muốn theo hình thức, nhưng mà hình thức á, địa pháp thiên, nhưng mà hình thức á, thì phải có một cái nội dung mà thiên pháp đạo, mà nội dung á, thì phải phải đúng với cái nguyên lý. Nội dung thì phải đúng nguyên lý đạo pháp tự nhiên, tức là nguyên lý chính là sự vận hành tự nhiên của các pháp, cực kỳ tuyệt vời. Nếu như ai mà hiểu Phật thì sẽ hiểu được câu đó một cách rất là tuyệt vời. Cái câu đó thì cũng giống như là cái câu mà Đức Phật Ngài nói tham Sokhato Bhagavata Dhammo Sanditthikho Akaliko. Thành ra mình thấy là cái nó rất là rõ ràng. Bây giờ nếu mà mình muốn đi thẳng vào cái sự thật, muốn thấy được thực tánh chân đế thì phải không qua bất kỳ cái gì cả. Nhưng mà khi mình đã có pháp chế định thì nó đã qua khái niệm, qua tư tưởng, qua cái quan niệm rồi mới là hình thành một phương pháp. Qua khái niệm, qua tư tưởng, qua quan niệm mới hình thành một phương pháp. Như vậy là bởi vì sao? Bởi vì chính cái vị thiền sư đó đó, khi họ đọc kinh điển, họ mới hình thành ra một cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm theo ý mình, rồi họ mới đặt ra một phương pháp để hành. Và vì đó có lợi ích, cho nên nó vì đó mới muốn trao truyền cái lợi ích đó đến nhiều người, và nhiều người cũng được lợi ích, cho nên là họ theo rất đông. Mà rõ ràng là người theo rất đông thì phần phần lớn là theo pháp thế gian. Còn cái người mà thật sự để mà
có thể buông xuống để mà cảm nhận sự vận hành của pháp một cách tuyệt đối đó, thì rất là hiếm, rất là hiếm. Đó. Tuy nhiên nếu mà mình không thấy được cái nguyên lý thì mình cứ mãi mãi là luân quân trong thế gian thôi, đạt được những cái lợi ích trong thế gian thôi. Đó. Cho nên mới gọi là luân hồi sinh tử. Luân hồi sinh tử là vậy. Mình đi lên tới cõi vô sắc giới, xong rồi chán quá rồi cũng muốn trở lại dục giới. Dục giới một hồi lại cứ đi quanh quanh lên quanh hoài như vậy thôi, vẫn tìm những lợi ích trong thế gian thôi, chứ không thể nào giác ngộ được. Nhưng mà người ta có một nhầm lẫn là thế này, người ta tưởng là khi mà giác ngộ giải thoát rồi mất hết cũng còn gì cả. Bởi vì có nhiều người cho rằng là nhập nước bàn là không còn gì hết rồi. Đó. Thôi tu mà đến mà nhập nước bàn thôi. Có một cái thầy có một cái bà cái chuyện vi tiếu nói rằng là có một người tu mới là đến xin một vị thiền sư nói là xin vị Phật, gặp một vị Phật mới xin vị Phật là cho con làm sao mà cho con giác ngộ nước bàn. Thì Phật nói là được, cho liền. Cho liền, trong đại dạy khoan để cho con mấy tháng nữa đã để sắp xếp công chuyện cái đã. Bởi vì thực ra là nói thích niết bàn vậy thôi, chứ còn mà nghe nói niết bàn không còn gì cả thì cũng được, cho nên phải sắp xếp công chuyện cái đã. Tức là con người mình thực ra là nói niết bàn thì nói, nhưng mà trên thực tế thì vẫn còn là dính mắc rất nhiều trong cái pháp thế gian. Đó. Nhưng mà thực ra đó, cái chữ giác ngộ giải thoát ở đây đó là giác ngộ ra sự thật và thoát ra khỏi những ảo tưởng của mình trên những sự thật đó. Và chính những ảo tưởng của mình trên sự thật đó mới là đưa đến phiền não khổ đau cho mình và người khác. Cho nên thoát là thoát khỏi ảo tưởng thôi, chứ đâu phải thoát mấy cái này ra làm gì. Thì quạt vẫn cứ quạt vẫn mát thôi, chứ đâu thoát ra làm gì. Không phải thoát ra như vậy. Nhưng mà là thoát cái ảo tưởng. Mình sống trong ảo tưởng quá nhiều. À, người đời thì cũng vẫn ảo tưởng trong tài thình danh lợi, người tu thì cũng ảo tưởng trong muốn đắc cái này, muốn đắc cái kia, muốn được cái này, muốn được cái nọ, thậm chí là ai cũng muốn làm thành Phật kia. Chứ còn thanh văn là còn nhỏ. Đó, tức là vẫn còn phân biệt, vẫn còn muốn hơn, muốn thua, nó khổ vậy đó. Nhưng mà giải thoát thì nó không có là dạ, chỉ có người giác ngộ thôi. Chứ không có ai là Phật, không có ai là Bồ Tát, không có ai là thanh văn gì cả. Chỉ có người giác ngộ hay không giác ngộ thôi. Chỉ có không giác ngộ thì phiền não khổ đau. Mà giác ngộ thì thấy ra thiệt sự thật thì không còn ảo tưởng nữa. Không còn ảo tưởng thì không còn phiền não khổ đau, cũng còn luân hồi sinh tử nữa. Vậy thôi. Nhưng mà vẫn sống bình thường thôi, chứ đâu có không còn luân hồi sinh tử không có nghĩa là chết liền. nghe nói chấm dứt luân hồi sinh tử sợ chết liền thôi. À, cho nên là cần phải phân biệt rõ tại sao mà thiền có phương pháp mà thiền không phương pháp. Thiền không, muốn mà thực sự mà để mà trực nhận cái chân đế đó thì phải là không phương pháp, tức là không qua chế định, không qua bất kỳ cái pháp thế gian nào thì mới được. Rồi ai hỏi tiếp? Có một câu, có một cái câu thơ là cuộc đời là vị thầy dạy biết bao xem thấy những nước mắt hơi đầy là những lời khai thị. Và cái sư ông đạo lý giáo lý của Đức Phật lấy khổ để mà cái đạo lý đầu tiên để các con được ba nhớ cái giác ngộ. Nhưng mà con cảm thấy là có những sư ông cũng từng nói là phải có cái sự khổ đủ thì người ta sẽ biết buông, nhưng có những người họ đang sống trong khổ, nhưng con vẫn cảm thấy là họ cảm giác như cái việc khổ đó khiến họ
còn tồn tại nên là cảm thấy vui, cảm thấy khổ khó. Dạ, và thường thì con đã nói là chị chẳng lẽ chỉ có khổ mình mới không được hay sao, khi mà mình thấy khổ rồi những cái có khi khổ nó sẽ qua đi, nó sẽ không còn còn mãi, nó không có, nó cũng vô thường. Thì khi những cái cảm xúc khổ không còn nữa thì cái tâm mình của cô nó lại không, nó không có được tiếp tục nữa. Thì con xin sư ông chỉ dẫn cho con hiểu rõ hơn là nếu khổ thì khổ như thế nào thì con người ta có thể buông bỏ để mà tu tập, còn trong những cái trạng thái mà cái con khổ nó đã qua đi thì mình cũng có thể tu tập được. Cái khổ là nó có ba loại khổ. Nó có ba loại khổ. Cái khổ thứ nhất á, là cái khổ tự nhiên. Khổ tự nhiên là như thế này. Thí dụ như bây giờ mình đi, mình đụng cái đầu vô cái cột cái thì nó đau. Và chuyện đó là đương nhiên rồi. Mình đi ra ngoài nắng, nó nóng quá, nó nhức đầu. Đó là chuyện tự nhiên, nó lạnh quá mình chịu không nổi. Thì cái khổ đó là khổ tự nhiên. Cái khổ tự nhiên này á, thì nó cực kỳ cần thiết. Nếu mình đụng cái đầu mà nó không đau á, là coi như tiêu rồi. Cho nên á, nó rất cần cái đau đó. Nếu mà giả sử như con mà đụng cái đầu vô mà không đau á, là phải đi nhà thương để mà chữa cho nó đau lại. Nó biết đau lại chứ không thôi, nó không biết đau là mệt rồi đó. Cho nên là cái khổ đó là cái khổ tự nhiên, nó rất cần thiết. Đó. Cái khổ thứ hai đó, đó là cái khổ quả. Cái khổ quả tức là do mình nhận thức và hành vi sai, cho nên nó mới đưa đến cái kết quả là đau khổ. Thì cái khổ này đó, nó cũng rất cần thiết, bởi vì nó là mang tính chất giáo dục. Do anh nhận thức và hành vi sai cho nên là đau khổ. Bây giờ qua cái đau khổ đó anh để điều chỉnh nhận thức và hành vi lại, cho nên cái khổ này là rất cần thiết. Đó. Cả hai cái khổ này, cái khổ tự nhiên thì nó đương nhiên rồi không nói, nhưng mà cái khổ thứ hai này là cái khổ do mình tạo ra. Chính do mình tạo ra cho nên bây giờ mình phải điều chỉnh nó lại bằng cách là qua chính cái khổ đó đó. Thành cái khổ này nó là một cái cảnh giác, một cái tích giúp cho mình thức thức tỉnh mình để mình quay lại, chứ không thôi là mình cứ đi mãi theo cái sai lầm đó. Đó, nó phải quay lại. Như vừa rồi đó, hồi hôm có một người đến cầu cứu thầy, nói là em con nó đi theo một cái phái thiền nào đó, bây giờ nó điên điên cũng không nói tùm tà la, nó thôi tôi thua. Thầy cũng thua, thầy bây giờ phải đi nhà thương trước, nhà thương điều chỉnh lại cái thần kinh đấy cái đã, chứ bây giờ là làm hư hỏng cái thần kinh rồi, bây giờ đâu có nói gì được, nghe hiểu gì đâu mà nói, cho nên đi chữa bệnh cái đã đó, mình cũng là bởi việc bị tham đó, tức là phải do nhận thức và hành vi sai cho nên mới đưa đến cái đau khổ đó. Nhiều khi cái đau khổ đó là một cái bài học cực kỳ quý giá để cho người ta thức tỉnh. Đó. Còn cái khổ thứ ba đó là khổ ảo. Khổ ảo tức là không có chuyện gì cả, tự nhiên mình thấy khổ thôi. Đó là khổ, là khổ ảo. Thí dụ như thế này. Thí dụ như là mình hồi xưa thầy ở nhà quê. Thầy ở nhà quê mà cái thời nó thời chiến tranh là đói khổ lắm, cho nên ăn là toàn là củ mì, củ sắn, củ môn, rồi củ này củ kia, rồi hạt mít, rồi sơ mít gì thứ gì cũng ăn hết trơn á, ăn không đôi đói. Bữa ăn là dọn lên là làm một cái rổ, rồi bỏ mấy cái đồ gì, nấu gì đủ thứ rồi ăn. Cho nên lúc đó có thể là mình mơ ước là có hủ tiếu, có bún bò, đồ gì đó chẳng hạn vậy. Đó. Thì mình mơ ước, bây giờ mơ ước không được thì mình khổ.
Mà té ra bây giờ thì người ta nghiên cứu, người ta mới thấy là ăn môn, ăn khoai, ăn ăn hạt, ăn đồ này kia lại là healthy. Bây giờ lại là healthy, là tốt. Cho nên, ủa thì hóa ra là hồi trước là mình tốt sẵn rồi, mà mình lại mơ ước không được, mình khổ. À, thì có những cái mà mình khổ. Như có câu chuyện mà thầy hay kể, ai kể là nói là có cô bé đó, cô đi học về mà mới bỏ cái cặp xuống, rồi mẹ nói đi ra chợ mua cho mẹ mấy trái chanh. Nó cằn nhằn, nó nói trời ơi, con mới đi học về mệt muốn chết mà đi mua chanh, mua chanh gì nói, thì mua chanh về mẹ làm nó món ăn cho ngon gì đó. Không, không đi, mệt rồi không đi. Cái nghe điện thoại cái nghe thằng bồ nó kêu, nó nói em ra ngoài công viên gặp anh liền, công viên nắng muốn chết mà là hí hửng đi liền. Thành ra tự nhiên đi mua mua chanh về để mà làm món ăn cho ngon mà ăn thì thấy khổ, mà bây giờ ra ngoài nắng thì lại là thấy hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc và đau khổ đó là do ảo tưởng chứ không phải là thật. Mà đó là một câu chuyện điển hình thôi, còn vô số những điều trong đời sống của mình đó, là đau khổ và hạnh phúc do ảo tưởng chứ không phải do thực. Thì có ba cái khổ mà Đức Phật ngài nói đó. Thứ nhất là khi mình đau chứ không phải khổ nghe. Khi mình đau hay mình gặp một cái nghịch cảnh, thật ra đau hay là nghịch cảnh chưa phải là khổ. Nhưng mà mình lại là muốn 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 tiêu diệt cái nghịch cảnh đó đi. À, có thể là cái người đối nghịch với mình, hay là cái cảnh đối nghịch với mình, hay là một cái gì đó, rất nhiều thứ mà đối nghịch với mình là mình muốn dẹp liền. Nhưng mà dẹp không được. Thí dụ như mình ở với một cái người mà mình không thích, nhưng mà là cứ cứ phải ở, cho nên đó là mình không thể dẹp nó đi được. Như vậy thì mình cứ chịu khổ hoài. Mà thì cái khổ đó là thật ra là do mình thôi, do mình có cái tâm chống đối lại cái mình không thích, cho nên mà khổ. Chứ thực ra nếu mà người đó làm gì làm mà tâm mình vẫn bình thản thì đâu có khổ. Mình gọi là nghịch cảnh, thật ra không có cái gì là nghịch cảnh với thuận cảnh cả, mà tại vì đúng ý mình nó thì gọi là thuận cảnh, mà không như ý mình nó thì mình gọi là nghịch cảnh thôi, chứ đâu có cái gì mà nghịch cảnh với thuận cảnh đâu. Thì nghịch cảnh đó, nhưng mà trong đời sống đó, thật ra nhiều khi nghịch cảnh lại là giúp mình tiến bộ nhiều hơn là thuận cảnh đó. Những cái người mà họ sống rồi trải nghiệm rồi sống kham khổ này kia thì nhiều khi họ lại phát huy được trí tuệ và đạo đức. Còn một người cứ sống trong cái tháp ngà không đó, thì nhiều khi lại không có được dùng gì cả. À, cho nên cái khổ này đó là cái khổ do mình tạo ra. Có đau thật, nhưng mà có người người ta đau người ta vẫn không khổ, bởi vì đôi lúc người ta cảm ơn cái đau nữa là khác. Thí dụ như là do mình ăn nhiều quá cho nên tham ăn, cho nên bây giờ nó đau bụng, thì cảm ơn cái đau bụng nó nhắc nhở cho mình nó là đừng có tham ăn nhiều quá, thì lại ra cảm ơn cái đau bụng, cho nếu mà nó không đau bụng thì mình ăn vô nữa thì chết mau nữa. Thì nhờ đau bụng mình mới là bớt lại, do đó mình phải cảm ơn cái đau mới đúng chứ. Nhưng mà mình là chống đối lại cái đau đó, cho nên mình cái nó đã đau rồi mà nó gia thêm cái sự chống đối, nó càng đau thêm nữa. Mà khi gia thêm cái sự chống đối đó thì nó tạo ra một cái căng thẳng về thần kinh. Mà khi căng thẳng thần kinh đó, thì cái sức chịu đựng về cái đau đó, nó càng tăng lên. Ví dụ như bây giờ mình thần kinh mình bình thường á, thì ban đêm mình ngủ tiếng ồn những đồ gì kia thì mình vẫn ngủ như thường. Nhưng mà khi mà mình mà căng hơi căng thẳng một chút xíu á, thì nghe một tiếng giọt nước hoặc một cái gì không là mình ngủ không được. Như vậy là do cái độ căng thẳng, mà độ căng thẳng đó chính là do cái sự chống đối. Và nếu mình không chống đối gì cả thì mọi chuyện nó rất là êm. Ví dụ như cái bàn này ấy, mà mình để tay trên bàn này thì rất là êm.
Nhưng mà bây giờ mình chống đối nó, mình đập một cái thật mình thì tay mình đau thôi. Tức là càng chống đối thì mình càng lệnh cái lực phản lại. Cho nên do đó mới nói là cái đau mà mình còn chống đối thì nó thành ra khổ khổ. Cho nên cái mà chống đối đó thì gọi là tâm sân hay là phi hữu ái. Tâm sân hay là tâm phi hữu ái. Đó. Còn khi mình lạc, khi mình sống trong an lạc thì mình lại cứ muốn giữ nó lại, sợ nó mất đi. Thành ra chính cái sợ đó cũng là một nỗi đau khổ rồi. Mình đang sống trong an lạc nhưng mình cứ sợ là mất cái an lạc đó đi là đau khổ rồi. Đó là một. Bây giờ thứ hai, nếu như mà cái an lạc đó mà nó cứ kéo dài một hồi là nó thành khổ. Ví dụ như mình ăn một tô phở thì lúc đầu nó rất ngon. Nhưng mà ai cho mình ăn 10 tô phở là mình là lúc đó bắt đầu ngán. Thí dụ vậy. Thế thì cái lạc mà nó lạc đến một lúc nào đó thì nó hết còn biết lạc á. Vừa rồi mấy Phật tử ở Hà Nội mới đem vô cho thầy mấy cái trái chết thì nó thơm, nó thiệt thơm, mình để trên cái bàn á, một hồi không thấy thơm gì đó. Không thấy thơm gì nữa, tại nó quen rồi. Thành bây giờ nếu mà sống trong lạc một thời gian là mình sẽ chán, làm cho mình là cũng thấy khổ thôi. Rồi á, bây giờ nếu mình đang lạc mà cái lạc nó mất đi thì mình cũng là tiếc nuối đau khổ. Cho nên á, thật ra cuối cùng cái lạc cũng vẫn là khổ thôi. Lạc sợ cái mất cái lạc là khổ. Rồi cái lạc mà lạc hoài cũng khổ. Đó. Và lạc mất thiệt cũng khổ. Thành ra hóa ra thành ra gọi cái đó người ta gọi là hoài khổ. Hoài khổ là bởi vì mong muốn giữ cái lạc được hoài. Cho nên nó sinh ra là sợ cái hoài. Và khi cái hoài đến thì nó sinh ra đau khổ. Đó. Cho nên gọi là hoài khổ. Và còn một cái là gọi là hân khổ. Hân khổ là sao? Hân khổ là bây giờ ví dụ như mình ngồi không vậy thôi, không còn không có tham muốn gì hết, ngồi không vậy thôi, thì cái tâm nó rất là sáng suốt. Té ra đến một lúc nào đó mình mới nhận ra rằng là cái bản tâm mà nó rất bình thường mà hàng ngày mình khinh thường nó đó, thì nó cực kỳ là sáng suốt. Và đó chính là trí tuệ, đó chính là tuệ giác, đó chính là bồ đề. Nhưng mà mình lại không, mình không chịu, mình không chịu một cái tâm mà nó có thể thấy, thế nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm tất cả mọi cái một cách rất là trung thực, bình thường. Mình không chịu cái đó. Cho nên đó, là vẫn sinh tâm lên muốn đạt được cái lạc. Cho nên mới gọi là hành tức là đó. Ví dụ như bây giờ lại ra mình không có tham sân si gì nữa thì ngồi thiền định để làm gì? Nhưng mà bây giờ mình là muốn là ngồi thiền định để đạt được sơ thiền, nhị thiền, cho nên mình đã chính là mình đang khởi tâm lên để hành, nên gọi là hành khổ đó. Chứ bây giờ mình không có tham sân si gì cả là thôi chứ. Chứ tại sao là bây giờ mình lại phải hành nữa? Thành hóa ra cái hành đó là thành nó hành khổ. Đó. Rồi tham á, bắt đầu thì tham, nhưng mà không được thì sân. Đó. Rồi cứ phải suy nghĩ làm thế nào để mà cho được là sĩ. Chứ ta hóa ra là tham sân si. Đó. Đó là trào cử đó. Trào cử tức là cái người mà phóng tâm suy nghĩ muốn được thế này, muốn được thế kia là sĩ. Thành ra do cái mà do đó mà nó trở thành hành khổ, cho nên mới gọi là dục ái. Đó. Phi hữu ái nè, rồi hữu ái nè, rồi bây giờ là dục ái. Dục ái là gì? Dục ái tức là thay vì á, mà dục á là khi là vô minh mới là dục, có vô minh mới là dục. Vô minh là sao? Vô minh là không biết cái tâm mà đang rộng lặng bình thường như thế này á, là đã hoàn hảo rồi. Không thấy được cái tâm rộng lặng bình thường là hoàn hảo. Bình thường tâm thì đạo, không thấy được cái tâm bình thường là đạo.
Cho nên mới là muốn muốn đạt được một cái gì đó theo cái lý tưởng, cái ảo tưởng của mình, lý tưởng ảo của mình, cho nên mới cứ chạy theo để mà tạo tác. Mà chạy theo tạo tác thì nó sinh, thì gọi là sinh tử luân hồi đó. Cho nên bây giờ mình có thể là, tại sao nói là pháp là thấy ngay? Tại vì nếu mà mình mà ehipasiko quay trở lại với cái thực tại thì nó liền chấm dứt những cái mà cái hành đó. Đó. Cho nên mới nói là ngôn ngữ đạo đoàn tâm hành ý diệt. À, ngôn ngữ đạo đoàn tâm hành ý diệt là vậy. Tức là bây giờ nếu mà mình ngồi với một tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng thì cái gì cũng là, khi tâm thanh tịnh thì các pháp đều thanh tịnh hết rồi thì đâu có cần thêm bớt gì nữa. Thì đúng như kinh Bát Nhã nói, nếu mà một cái tâm mình mà trở về với một cái thâm Bát Nhã, thâm Bát Nhã đó không phải là chuyện gì quá quá xa. Thâm Bát Nhã chính là trở về với một tâm hoàn toàn bình thường, rộng lặng, trong sáng. Không còn khởi lên một cái niềm, nói như Ngài Huệ Năng là vô niềm, không có khởi lên một cái niềm để nắm bắt cái gì, cũng cần phải cố thực hành để đạt được cái gì. Thì ngay đó đã là pháp hoàn hảo, ngay đó đã là Niết Bàn. Cho nên mới là Đức Phật Ngài nói là giáo pháp của Như Lai chỉ có nhất hướng là xả ly, ly tham đoạn diệt an tịnh. Chính là mình buông hết tất cả cái mà dục ái, cái hành đó. Thì ngay đó là tâm bình thường, là đạo, là hoàn hảo. Bây giờ chỉ còn lặng lẽ soi sáng cái thực tại để mà thấy ra sự hoàn hảo của nó. Khi thấy ra được sự hoàn hảo của cái bình thường thì chính là giác ngộ. Đó. Thì mình lại không. Mình cứ ảo tưởng muốn được thế này, muốn được thế kia, đủ thứ. Cho nên mình cứ chạy lang thang, chạy theo cái ảo vọng của chính mình. Đó. Mà ảo vọng thì thường là đưa ra rất là cao. Toàn muốn thành Phật, toàn muốn thành Bồ Tát, toàn muốn thành A-la-hán, toàn muốn đắc thiền này, thiền kia. Mà buông hết thì ngay đó Niết Bàn rồi, cho thiền để làm gì nữa. Đó. Thì, cho nên đó, cái đó là dục ái. Chính cái dục ái đó nó mới sinh ra cái hành khổ. Mà hành khổ đó chính là luân hồi sinh tử. À, nó có ba cái khổ. Thì mình phải hiểu cái khổ là gì. Bây giờ khi mình gặp cái khổ thì mình phải biết rằng cái khổ này là cái khổ tự nhiên. Cho nên mình chỉ cần biết để điều chỉnh thôi. Biết để điều chỉnh lại thì thôi là được. Cái thứ hai là nhân quả. Thì qua cái khổ quả mà mình chính mình tạo ra đó, mình điều chỉnh lại cái nhân, đừng có tạo cái nhân đó nữa thì tự nhiên nó hết. Còn ảo thì bây giờ mình thấy ra sự thật thì mất hết toàn cái ảo thì không còn khổ, không còn khổ khổ, không còn hình khổ, không còn hoài khổ nữa. Đó. Cho nên đó, nhưng mà tất cả những cái khổ đó, đó là đều là cái nhắc nhở, làm vị thầy dạy cho mình để mình quay lại với sự thật, quay lại với thực tánh chân đế, chứ đừng có chạy theo những cái ảo tưởng nữa. Cho nên chính cái khổ nó là cuộc đời, là vị thầy dạy biết bao chân lý. Chính nước mắt vơi đầy là những lời khai thị. Đó. Chính cái cuộc đời, tất cả những cái pháp từ trong cuộc đời đến với mình á, đều để giúp mình quay lại nhìn thấy mình thôi, quay lại nhìn thấy cái thực tại đang là như thế. Dạ, con bạch sư ông, con bạch sư phụ, chư đại đức ni cùng các sư cô và hội chúng. Con mới vừa hoàn tất cái khóa xuất gia giao duyên và con đang ở lại làm công quả cho viên hôn ni. Thì con có một câu hỏi liên quan đến việc là quay trở lại cuộc sống ở ngoài đời của con. Trong công việc làm ăn kinh doanh á, thì con không thể mà, tại vì sản phẩm con đem ra nó là dịch vụ, con không thể bảo là con phục vụ không có lấy phí, không lấy phí thì ảnh hưởng với lại đội nhóm của con. Thì con đang
lăn tăn là mình sẽ phải định giá cái dịch vụ của mình như thế nào để mình không có bị vướng vào tâm quá tham cầu rồi mình tự làm khổ mình, nhưng mình vẫn phải đảm bảo cái nhu cầu chi phí cho chính bản thân con và đội nhóm của con. Dạ, con xin sư ông chỉ dạy cho con ạ. Con cảm ơn. À, Đức Phật dạy là cái việc gì, cái nghề nghiệp đó là cái công việc gì mà khi mình làm á, là với công sức, với trí tuệ của mình để có được cái lợi nhuận đó, thì điều đó là chân chính. Tức là không phải mình bóc lột trên cái công sức của người khác, hay là mình không có tính toán quá nhiều để mà làm thiệt hại cho cái người tiêu dùng chẳng hạn vậy. Thì cái đó nó có hai điều. Một á, nếu mình làm đúng lương tâm của mình á, thì mình vẫn tính toán được chứ. Ví dụ như là cái chi phí mình mua những cái vật liệu như thế nào, rồi những thiết bị máy móc như thế nào, rồi tiền công nhân như thế nào, tất cả những cái là tổng số đó là bao nhiêu. Đó. Rồi bây giờ mình qua cái việc làm của mình, rồi bây giờ mình cung cấp, mà khi mình cung cấp cho người dùng á, là mình cung cấp cái sản phẩm tốt đẹp cho họ. Họ không làm được, mà mình làm được, mình cung cấp cho họ. Thì như vậy tức là mình có lòng vị tha. Và mình chỉ là tính đủ những cái mà chi phí này kia kia nọ, với là có những cái rủi ro, những cái thế này thế cái gì đó, mình cứ tính theo. Bây giờ là người ta có bạn tính hết rồi. Thì tính đàng hoàng xong rồi thì nó ra ra một cái số thần, là cái sản phẩm đó là nó giá là bao nhiêu. Thì nó có hết trơn á, có nào là vận chuyển, nào là thế này thế kia gì đó, trong đó nó có đủ thứ hết. Thì đó là một ạ. Còn bây giờ có cái thứ hai nữa. Cái thứ hai, cái này là cái đó là cái đó rất tốt á, cái đó là đúng pháp á. Còn bây giờ cái thứ hai là tùy thuần chúng sanh. Tùy thuần chúng sanh theo nghĩa như thế này. Bây giờ cái thị trường của người ta bán cái ly này đó là 100 ngàn, thì mình cũng phải bán 100 ngàn, mà lẽ ra nó chỉ có 50 ngàn thôi. Nhưng mà nếu mình bán 50 ngàn á, thì phá giá thị trường là người ta không chịu. Do đó mình cũng phải theo tục đế, với lại là theo cái người ta kêu bằng gì đó, người ta gọi là giá thương lượng. Bây giờ người ta có dùng cái từ là giá thương lượng. Bây giờ cái này không biết là bao nhiêu, nhưng mà anh thấy anh thích thì anh có thể trả 200 ngàn. Mà trong lúc đó nó có 50 ngàn thôi. Nhưng mà anh trả 200 ngàn thì cũng được. Đó là tại vì anh thích anh trả 200 ngàn thôi. Thì đó là tại anh thích như vậy mà. Nhớ. Có người họ đưa 100 ngàn thôi, 200 ngàn khỏi thối. Kiểu đó thì cũng được, cũng sao. Tức là mình đừng có gian dối, đừng có là ép người khác, đừng có ấy thôi. Chứ còn là mình cứ làm theo cái luật pháp, làm theo luật pháp và làm theo lương tâm. Đó là có hai cái: làm theo luật pháp, làm theo lương tâm, và làm theo cái yêu cầu của người tiêu dùng. Thầy có một người đệ tử là bán, có một cái shop bán cái gì đồ gia dụng, là cái gì xây dựng á, những gạch men, những cái này kia cái nọ gì đó. Thì có một cái ông khách, ông vô ông mua, thì anh này anh thật thà, anh nói là cái này thì tốt nè, cái này thì xấu nè, cái này giá thế này, cái này giá thế kia. Ông nói không cần, tôi đâu cần cái đó, anh đưa cái nào mà tốt nhất cho tôi. Cho nên anh đừng có nói cái này. Ông này thì ông bán thì ông lại nói là cái này tốt xấu như thế nào, để cho cái người mua này, người ta biết, để người ta chọn lựa theo cái sức của mình á. Mà ông kia ông rầy cho một trận. Ông nói là cái nào tốt nhất đưa cho tôi, giá mấy cũng được,
Thì thôi, thì cái đó là tại tại họ thôi chứ đâu phải mình đâu. Cho nên cái này là mình phải có trí tuệ, tức là mình phải biết du di uyển chuyển trong mọi trường hợp. Nhưng mà cũng có nhiều người người ta thiếu tiền, mình cũng có thể cho luôn không chừng, hoặc là mình bán với giá là nửa nửa giá thôi không chừng, cái đó là tùy theo lương tâm mình thôi, không sao. Nhưng mà có điều này, thật ra cái đó tất cả những cái mà mình sinh hoạt, mình hoạt động trong cuộc đời này đó, nếu là một Phật tử thì phải xem tất cả những điều này là bài học để mình giác ngộ. Còn nếu không á, là mình sẽ bị kẹt vào cái chuyện lợi nhuận. Lợi nhuận thì chuyện nó đương nhiên, nhưng mà mình không bị kẹt vào chuyện lợi nhuận mà vẫn xem cái chuyện mà mình làm ăn này á, để mà thấy ra chính mình hơn, để biết tâm tâm mình ra sao, hoặc hành động của mình ra sao, mình có những cảm giác cảm xúc như thế nào, là mình học chính mình nhiều hơn. Qua tất cả mọi công việc trong đời sống, mình vẫn học chính mình nhiều hơn là quá bị đặt nặng vào cái công việc đó. Ai hỏi tiếp? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông, kính thưa ni sư trụ trì và toàn thể đại chúng, con luôn thường thực hành theo những lời sư ông dạy nhưng con bị mắc kẹt cái chỗ cái ý thức nó cứ nhảy ra bên ngoài để nó canh chừng cái chánh niệm tỉnh giác, con mắc kẹt cái chỗ đó. Và cái chỗ nữa là khi con thực hiện chánh niệm tỉnh giác thì con bị cái trạng thái của tâm nó xao động, lúc đó con vẫn vẫn chánh niệm tỉnh giác nhưng mà trong cái trạng thái tâm con nó vẫn còn có sự xao động giống như lận tận như sự âm kê giải dùm con. Chính vì cái chỗ này đó mà mình cần phải hiểu cái chánh niệm tỉnh giác một cách đúng đắn. Đa phần á, là mình chánh niệm tỉnh giác ở cái mức độ mà ý thức, mà ở mức độ ý thức á, thì vẫn là còn khái niệm, vẫn còn khái niệm tư tưởng quan niệm trong đó. Cho nên khi mình thực hành á, là mình vẫn thực nói là thực hành tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trên thực tế mình vẫn là thực hành theo quan niệm của mình. Câu này cần phải lặp lại nhiều lần đó, để cho nhớ. Tức là trên thực tế mình vẫn là thực hành theo quan niệm của mình. Vì vậy cho nên nó chưa thực sự là chánh niệm tỉnh giác. Còn chánh niệm tỉnh giác á, thì nó phải có ba điều. Một là dạng gì. Dạng gì tức là đang thế nào thì nó là như vậy. Tại vì mình thấy như thì mà, như thì tức là đang thế nào thì thấy như vậy. Nhưng mà trong thiền Vipassana thì người ta gọi là Dạ tha phu ta nhà na đát, tức là cái tuệ thấy, cái thấy như thì, thấy biết như thì. Thấy biết như thì thì tức là bây giờ đang thế nào thì là như vậy thôi, đó là gọi là dạng gì. Thứ hai là tự nhiên. Đa phần mình á, là không dạng gì, tức là mình cứ muốn thêm bớt. Thí dụ mình thấy cái tâm mình sao đó thì mình muốn là thêm vô hoặc là bớt đi, tức là mình không dạng gì. Dạng gì tức là nó sao là thấy vậy thôi. Cái thứ hai là tự nhiên. Tự nhiên tức là không phải do mình tìm kiếm mà là do nó tự đến đó, tự nhiên á. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi, tự nhiên có con chim bay qua nó hót, chứ mình đâu có chứ không chứ không phải. Còn còn nếu mình ngồi mình nói là ngồi lắng nghe coi thử có tiếng chim nào hót không, là khác à. Hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn á. Nhưng mà đa phần á, là mình lại hành theo cái kiểu là tìm xem cái đối tượng nó như thế nào. Nhưng mà đối tượng nó tự đến, tức là bỗng nhiên tiếng chim hót, bỗng nhiên mình ngứa, bỗng nhiên mình đau lưng, chứ không phải là ngồi để xem khi nào đau lưng, không phải vậy.
không phải để xem từ khi nào ngứa đặng mà gãi, không phải vậy, mà là nó tự đến, tất cả các pháp đều tự đến, cho nên gọi là tự nhiên. Mình không tìm đối tượng, trong khi mình hành là chánh niệm tỉnh giác, mình thường hay là đặt nặng đối tượng này, rồi khởi cái tâm tìm đối tượng đó, là cả hai cái đều là chủ quan chứ không có khách quan. Do đó điều thứ ba là hoàn toàn khách quan, hay nói một cách khác là vô tâm. Vô tâm đạo dị tâm, hay là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền á. Vô tâm tức là không phải là cố ý của mình để làm cái gì, mà khi mình buông ra đó thì cái tánh biết nó từ chiếu, cho nên gọi là tịch chiếu. Tức là khi mình yên lặng hoàn toàn thì tâm nó sẽ từ chiếu. Cho nên nó là tâm địa nhược không, tuệ nhược từ chiếu. Khi tâm mình mà nó rộng lặng á thì trí tuệ nó từ chiếu. Còn bây giờ mình là cố chiếu. Khi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác theo kiểu mà ý thức tục đế đó, thì lúc đó nó là mình cố chiếu chứ không phải là từ chiếu. Nhưng bây giờ mình phải dẹp đi cái cố chiếu đó để cho cái bản tâm thanh tịnh trong sáng nó từ chiếu, thì lúc đó mới thật sự là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Và bây giờ trở lại thực tế, tại vì khi mình ngồi á, là mình đã cố ý ngồi để yên. Tức là khi ngồi là đã muốn yên rồi, mà khi ngồi là vì mục đích để yên, cho nên khi thấy có cái gì đó khởi lên á, thì mình lại muốn là dẹp đi để cho nó yên, tức là sai rồi nè. Còn nếu mà mình hoàn toàn là khách quan á, là vô ngã đó, thì mình chỉ thấy pháp đang vận hành thôi á, thì mình thấy là tâm đang làm sao thì thấy đang làm sao, tâm yên thì thấy tâm yên đó. Nếu có khởi tham thì thấy tham đang khởi như thế nào, nếu khởi sân thì thấy sân đang khởi như thế nào, đơn giản là vậy thôi. Chỉ hoàn toàn là phản ứng trung thực như nó đang là. Khi mình phản ứng trung thực như nó đang là đó, mà mình không xen vào đó, thì đã vô ngã rồi. Và mình thấy được cái sự vô thường. Còn nếu mình cố giữ được cái tâm mình mà nó như ý mình á, thì lúc đó mình muốn thường rồi, chứ không phải là mình thấy được vô thường. Đó. Mình được thấy được vô thường, thấy được vô ngã. Và khi mà mình thấy qua cái đó, mình mới là thấy được sự vận hành của pháp ngoài cái chú ý của mình. Đó, cái nói mà lặng lẽ chiếu soi đó, hay là tịch chiếu là lặng lẽ chiếu soi đó, tức là khi mình chỉ là buông ra để cảm nhận một cách trọn vẹn pháp đang diễn ra như thế nào. Vậy thôi. Chứ bây giờ mình là bởi vì trong đó mình luôn là có cái bản ngã của mình trong đó, là tôi thấy là em mà thấy vòng khởi có cái khởi thì mình nghĩ rằng là ta phải làm sao để cho hết cái vòng khởi đó. Thì nó vô tình đó là không phải là chị trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe, như là một cái đại viên cận trí mà nói theo duy thức ấy, thì giống như một đại viên cận trí là một cái tâm mà nó hoàn toàn là chỉ phản ánh bất kỳ cái gì nó diễn ra như thế nào thì nó chỉ phản ánh như vậy thôi, cho nó không thêm bớt, nó cũng không giải quyết cũng không có gì hết đó. Cho nên á, chỉ có lặng lẽ chiếu soi thôi. Mà lặng lẽ chiếu soi không phải là mình lặng lẽ chiếu soi, mà là tâm từ lặng lẽ chiếu soi. Mà khi mà tâm địa nhược không, tức chính là cái lúc mình buông ra, không có làm gì hết, vô vi vô ngã mà, không làm gì hết, thì lúc đó chính cái tâm mới là tịch chiếu được. Còn mình cứ xen vô làm á, thì mình bị có, tức là mình cứ xen vô một cái á, thì bơ lúc đó toàn mình làm không, chứ không còn cái tâm tịch chiếu nó từ chiếu nữa. Cái này là một chỗ rất vi tế, rất tinh tế. Có một anh Phật tử, anh cứ hành theo phương pháp này phương pháp kia, anh học từ phương pháp này phương pháp nào,
thì cái nào cũng là cũng không tới đâu, được cái này được cái kia chút nhưng mà nó không tới đâu. Thì một hôm anh về gặp thầy á, thì thầy anh mới trình pháp, anh hành như thế này thế kia, thầy nói thôi bỏ hết đấy đừng có hành gì nữa hết trơn á, cứ để tâm tự nhiên mà thấy thôi. Nhưng mà anh hành theo quen các cái phương pháp rồi, cho nên anh không thể nào mà để cái tâm tự nhiên mà thấy được. Thì một hôm á, anh cũng vẫn lên ngồi chánh điện, ngồi thiền đó, nhưng mà khi anh bước vô chánh điện á, thì bỗng nhiên là cái tâm nó rộng lặng, thì không có ý, lúc đó không có ý đồ gì hết, nhưng mà tự nhiên thấy rõ hết và nó thanh tịnh từ bên trong ra bên ngoài. Thì lúc đó anh mới lên trình pháp với thầy, anh mới nói bây giờ con mới hiểu được thầy nói gì. Nhưng hồi trước con cứ hành theo phương pháp là ngồi vô được phải theo phương pháp đó, ngồi vô phải theo phương pháp đó. À, còn bây giờ tự nhiên là bỗng nhiên là một cái lúc nó cái tâm nó trở về được cái trạng thái mà rộng lặng trong sáng của nó. Thì cái này đó, cái này là buông xả là một trong những yếu tố rất là tốt. Mình chỉ ngồi buông xả thôi. Buông xả mà đỡ, không phải cố buông xả nghe, tức là mình buông tức là mình ngồi ngồi không, không có để gì, thì lúc đó cái gì, cái lúc đó để cái gì diễn ra mình thấy, mà không thôi còn cái tâm nó vẫn cứ rộng lặng thôi. Nếu không có gì diễn ra thì cái tâm vẫn cứ rộng lặng, cái tâm rộng lặng là chính, chứ không phải là tâm rộng lặng đó thấy cái gì, thấy cái gì cũng được hết á, thấy cái gì tâm rộng lặng là được. Mà cái bản tâm của mình vốn là rộng lặng, cho nên ấy, có dù cho có mây lăn sang mây bay qua gì đó đi nữa thì cái tâm vẫn rộng lặng. Thật ra là cái tuệ nhật nó luôn là chiếu, cho dù là tâm không rộng lặng thì tuệ nhật vẫn chiếu. À, nhưng mà tại vì mình bị kẹt vô chính cái chính những cái che lấp đó. À, chứ còn nếu mà kể cả che lấp thì tâm rộng lặng vẫn soi chiếu như thường, cho nên không có gì để mà phải làm hết, mới gọi là vô vi vô ngã. Cái này nó hơi sâu á.